Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Xin chào cả nhà mình ha. Thì hôm nay mình đi chợ qua Long Xuyên thì thấy có cây mai này độc lạ lắm nè cô chú anh chị. Cây mai màu cam. Phải nói là rất là độc lạ luôn. Bông rất là nhiều nha. Bên đây có một cây nữa nè. Bông búp bự không. Bốn cây. Đây có bốn cây luôn nha cả nhà mình luôn. Ơi đẹp. Mai này bông ngọt hay chút. Lần đầu tiên con thấy cái mai này luôn á. Dạ. Rất là lạ luôn á. Cái màu mà dạng như cái màu màu cam, cam trắng. Cam sữa. Đó kìa, có mấy chú ông lại quá đẹp rồi, bởi ông lại hút mật nè. Cô chú anh chị mà rất là đẹp luôn ha. Cây mai này nó thu hút nhiều chú ong hơn là những cây mai khác luôn á. Thấy ong rất là nhiều nha. Bông rất là nhiều luôn nè. Màu cam sữa. Cây mai này có tên là mai gì ha anh trai? Nghe mai cam sữa. Không, ý hỏi là ngoài cái tên cam sữa ra mình có đặt cho cái tên của cây mai mình là cây mai độc lạ. Cây mai độc lạ ha. Mai độc lạ đi. Phía trong có nó kìa cô chú anh chị bạn. Đó, cây phía trong đó nè ha. Phía trên này nữa nè. Đó cũng là một cây mai giống như cây mai ở phía ngoài luôn đó. Mà cây mai ở phía ngoài này bông rất là nhiều nha. Năm nay lên nhiều cây độc lạ quá. Mai thì màu cam sữa. Còn mấy cây mai kia thì uống mấy cái hình xe hơi, hình này hình kia đầu đầy đủ. Gồng gắn lên mây rồi tụi lưa hết trơn. mây dù. Trời ơi, cây mai ông lại hút mật rất là nhiều nha. Như vậy là phía bên đây có một cây nữa nè cô chú anh chị ạ. Như vậy là ở đây là tới 4 cây lần nha. Ôi bông nào ông nấy bự không à. Chà bá lửa không thấy không. Hiện tại thì ở đây em không có thấy là anh chủ nên không có hỏi giá cả được, chỉ là quay cho cô chú anh chị các bạn xem thôi. Đây là cái đế nè cô chú anh chị bạn. Cái này chở 45 à. Chở 45 hoành có 45 hoành có 45 à. Mà phải nói rất là đẹp và rất là lạ luôn. Màu này nhìn nó màu sang trọng hay cô chú anh chị bạn. Kem màu vàng mà pha với màu kem sữa rồi đó. Màu cam. Cái này là độc lạ nè. Quá đẹp luôn rồi. Rất là nhiều luôn. Có cây này là lạ nhất à. Mấy có bốn cây này là lạ nhất trong nguyên cái làng hoa nè. Chợ hoa Long Xuyên luôn đó cô chú chị bạn. Vừa mới trồng về sát. Đây thì nó có bốn cây, cây trong nữa. Quá nụ luôn đó cái nhà mình đây. Đây là cái đế của nó nè cả nhà. Mai độc lạ.
Mai này mai. Cây phía trong hơi nhỏ hơn tí nha. Rồi bông bự bự không ông ơi. Còn đây là cây bông trang nè, cả nhà mình có hình dáng thác đổ nè. Còn đây là cây mai là nó bó bầu lên nè cả nhà. Hạnh mà lá cẩm thập luôn hả? Ngọt ha, cái trái nó lạ quá ha. Cái trái nó hình như là nó có cũng sọc sọc nè của chú anh chị qua. Ở trong nó có cái mai nữa kìa. Đúng rồi, mai hạnh mà. Chụp kỹ nha, nghệ thuật đó. Nghệ thuật sáng tạo đó. Khá là lạ ha cô chú anh chị qua. Mai hạnh. Làm gì đó. Đây là mai hạnh nè. Cái mai giữa hạnh chờ vòng vòng, nó kêu mai hạnh. Không mà nếu mà người ta này là 7 tỷ là không bán ha. Là trả giá nhiều cũng bán nha. Có người ngã giá rồi. Đây mình cũng xin kết thúc video tại đây ha cả nhà. Vì cả nhà có yêu mến mình thì cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cả nhà.